Chiều ngày 23 tháng 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị thông báo phân bổ giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Nghi Xuân và quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, huyện Nghi Xuân có 61 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó khối đảng 12 người, khối chính quyền 18 người, mặt trận và các tổ chức đoàn thể 12 người, khối lực lượng vũ trang 4 người, khối sản xuất kinh doanh 2 người, khối cơ sở 13 người. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nghi Xuân Lê Tiến Hải đã phổ biến cho các cơ quan đơn vị có người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Nghi Xuân khóa 21 về một số nội dung như thủ tục làm hồ sơ và quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2021-2026.